quyết chặt vẫn kêu ăn mày. Ok anh. Ok. Rồi chúng ta hãy cùng bắt đầu với trận thi đấu tiếp theo. F4 và F11 lên. Và chúng ta sẽ được theo dõi Babylon. Và đây là trận thi đấu mà Babylon lòng chào. Đây là cơ hội rất tốt để cho Sẻ có thể gỡ hòa được 3 đều. À xin lỗi bạn là 2 đều để đưa kèo đấu này về với trận thi đấu chung kết. Nếu như Sẻ mà không gỡ được nhá. Vâng, kèo này nếu như Sẻ mà không gỡ được nhá. Vâng, đây là cái map trận thi đấu này, nếu như Sẻ mà không gỡ được thì Sẻ sẽ đi. Đây là nhà Sẻ đâu đây này? Đây này, chính xác là nhà Sẻ ở đây. Rất gần nhá. Vâng, đây là trận thi đấu mà rất gần rồi đấy. Đấy, đấy, đúng Sẻ ở đây rồi đấy. Đây trận thi đấu mà Sẻ mà không thắng được nữa, tôi nghĩ là sẽ là rất khó ở kèo này để cho Sẻ. À, vâng, cho nông dân ra và xiên nhà luôn. Đây là những cái bóng nhà, vâng, đây là những cái bóng nhà của đối phương. Tức của game thủ chim sẻ nào. Đã cắm chòi. Và chòi đã bắt đầu bóng bắn vào những cái bóng nhà của game thủ chim sẻ. Sẻ vẫn vẩy bóng, chúng ta có thể thấy là Sẻ vẩy bóng liên tục. Chưa biết là Sẻ sẽ làm gì ở trong trận thi đấu này. Speed luôn được tăng lên ở tốc độ 2.0, không bao giờ giảm. Hai sếp xúc nhau không bao giờ giảm. Thằng này vẫn đang là 18/28 dành cho anh cũng không quan tâm này, chưa thấy Sẻ công. Chưa có nhà BA đến từ game thủ chim sẻ và chưa thấy con hot nào đến từ game thủ chim sẻ ở trận thi đấu này. Tuy rằng đây là trận thi đấu ở nhà chim sẻ rất gần. À, Sẻ đã bắt đầu dâng nông dân lên. Đây rồi, hot đã bắt đầu tràn vào. Đây là trận thi đấu mà game thủ chim sẻ đang đánh hot ngay từ đầu. Không có ca, tôi cam đoan trận thi đấu này không có ca. Những con sọc đơn đầu tiên đến từ game thủ Kim Lan. Không, vậy vẫn có ca đến từ game thủ chim sẻ. Không phải là bài trâu hot ngay từ đầu mà Sẻ vẫn quyết định công ca. Trời đã được quầy rất dày và chúng ta có thể thấy là sinh năm 1983 và sao anh nhiều thao tác tay thế nhở. Vâng, tròi trước các thứ vẩy rất nhanh. Nhà BK luôn được cắm đúng hướng. Và đứng sau một lớp tròi cực kỳ dày. Tầm xa được nâng trước. Đây trận thi đấu và kinh nghiệm đã được rút một cách triệt để. Chim trẻ đang bắt đầu lao vào với con người chém của mình. Thằng này đang là 48 dành cho anh Vũ Phong Quang. Đây là ca to được đẩy ra phía bên ngoài dành cho anh Vũ Phong Quang. Trời, cả hai bên đang giao chiến. Nhưng ở phía bên trong nhà Vũ Phong Quang vẫn đang rất yên ổn. Chim trẻ đang đã đẩy hot rất sớm. Nhưng hai con hot ở thời điểm đầu tiên không làm hài với Vũ Phong Quang. Và bây giờ thì trời đã hóa trời thật. Thật khó khăn dành cho game thủ chim sẻ. Bắt đầu vào trận là bên ngoài. Thằng này là 53. Đúng là kèo cửa trên. Và chúng ta có thể thấy đúng là kèo cửa trên. Mặt ở phía bên này cũng có ca công đến từ game thủ chim sẻ. Ở đây thì có những con người chém lao vào. Như chúng ta có thể thấy là tròi thật. Có bắt chặt đến từ những cái tròi rất khác biệt. Thằng này vẫn đang giữ ở mức 50. Đạp đôi đã bắt đầu được sản ra trong tuần này. Ở phía bên trên này thì game thủ chim sẻ đã chủ động đẩy quân ra phía bên ngoài để có thể bo được bản đồ. Nhưng có vẻ như cái bản đồ này là hơi rộng nếu như game thủ chim sẻ đang muốn bo toàn bộ. Hay còn gọi là, vâng, hay còn gọi cách khác là muốn cô lập toàn bộ. Anh cũng học qua. Hot đã là hot thật. Cứ cảm giác như game thủ chim sẻ đang chưa sử dụng triệt để những con hot của mình thì phải. Hoặc là chim sẻ đang bị quá phụ thuộc vào những thao tay. Kèo này là kèo hơi khoai thì nó sẽ. Thằng này vẫn đang là 78. Trời được cắm nhiều hơn ở trận thi đấu này dành cho game thủ chim sẻ. Có lẽ là cần phải cao hơn một chút xíu nữa. Những cái trời cần phải cao hơn một chút xíu nữa. Thằng này đang nở ra rất nhanh dành cho anh Phong Quang. Tiếp tục ăn hết một bài đá. Vâng, vàng của anh vẫn đang còn lại 7.000. Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao anh Phong Quang luôn luôn nhiều vàng. Rất tập trung, chú trọng đến vàng và đá.
thời điểm ban đầu đóng cái nhà chính nhà ăn với quả rồi. Hiểu hiểu, rất hiểu. Thằng này vẫn đang là 7-3. Có cả ca, có cả đặt đôi, chưa dùng đến hot đến người cũng hồng hoang. Tham lại tổng nào. Vâng, chim sẻ nắng đang đè một tí ti. Một tí ti tôi không hiểu. Nhưng ở thế trận này, thế trận còn có cảm giác như đang có lợi hơn dành cho anh Quang. Vẫn đang là 80/78/100. Rất tuyệt vời. Sẻ đang đánh khá tốt. Và chúng ta có thể thấy là trong ngày hôm nay sẻ đang đánh khá tốt. Nhưng anh cũng không hoàn, đúng không phải một tay mơ. Đúng không phải là một tay mơ. Và có lẽ là cái kèo nó chuyển sang cái kèo gì đó nó cân cân hơn. Nghĩ như vậy. Và rõ ràng để chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm nay thì anh Vũ Phong Hoàng cũng đã tập luyện rất kỹ. Và qua cách đánh chúng ta có thể thấy là anh Vũ Phong Hoàng đã tập luyện cực kỳ kỹ càng. Gần như mang màu cũng là một công thức. Và đóng nhà, đóng tròi, đóng ca thủ. Và quan trọng là Vũ Phong Quang là người rất nhiều tay. Nếu như chim sẻ nắng có 10 tay thì Vũ Phong Quang có thể xét tầm khoảng 6-7 tay. Không đơn giản. Được. Kèo xứng đáng để đáng, vâng, kèo xứng đáng để xem trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, chim sẻ nắng đã có một tờ đẹp ba. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát. Hơi căng cò. Wow, sẻ đè mạnh thế nhở. Ta có thể thấy là sẻ đang đè cực kỳ mạnh. Bây giờ có thể khoảng, vâng, nó rơi vào tầm 7-3. Tham sẻ bây giờ là gần full rồi đấy. Trận này khó. À, anh lại khiêm tốn. Chờ em tí, ok em. Vâng, rất khiêm tốn đến từ anh Vũ Phong Quang đã bảo trận này khó. Tôi nghĩ không khó một tí xíu nào. Và trong khoảng thời gian chờ đợi thì quý vị khán giả các bạn có thể ấn vào một nút theo dõi fanpage. Và trong lúc chờ đợi thì tôi có thể quảng cáo trong vòng 30 giây. Quý vị khán giả các bạn hãy ấn vào một nút vào theo dõi fanpage. Và nếu như thấy sao rơi ở đâu đó thì quý vị khán giả các bạn cứ ném thẳng vào mặt tôi. Và hãy cứ ném thẳng vào mặt của fanpage để tôi có thể nhận toàn bộ số sao rơi gửi đến tất cả các game thủ thi đấu. Đảm bảo là fanpage sau khi trừ thuế má các thứ đi thì không bất kể một ngôi sao nào. Tất cả ngôi sao của quý vị khán giả các bạn sẽ dành cho tất cả những game thủ thi đấu. Rất tuyệt vời. Rất mong là vâng, sau game thủ chim sẻ nắng tôi sẽ mời được game thủ BB hoặc là Hồng Anh gì đó chẳng hạn. Vâng, sẽ giao lưu cứ mỗi một tuần một người thôi. Không cần nhiều, vâng, cứ mỗi một tuần một người. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung, 100 sao, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Yes. Yes. Ok, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu thôi. Rồi, tao lại là 77/92. Đấy là cái thủ chim sẻ đáng là mẹ gọi cho nó cơm. Ở nhà đi chim sẻ là một ông cậu rất là ngoan. À, tôi cũng lên nhà cái thủ chim sẻ nắng rồi. Ở nhà thì rất là ngoan, chim sẻ đã còn một ông anh trai nữa. Ông anh trai thì hơn ngoan hơn chim sẻ đi. Ở nhà thì sẻ rất ngoan. Thôi rồi, vâng, xong trận thi đấu này tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với chim sẻ. Còn bây giờ thì quay trở lại với đang giao tranh rất căng cỏ. Đó là 80 dành cho cái chim sẻ. Xin lỗi bạn, là dành cho anh Phong Quang. Chúng ta có thể thấy là ông Đòn luôn luôn ở trong thế là chủ động, không hề bị động chút xíu nào. Còn cả thần cái tròi rất chủ động dành cho Baby Đòn. Có lẽ đây là một bài tập, một bài tập thể lực cực kỳ nặng dành cho game thủ chim sẻ nắng. Nếu như sắp tới mà có một cái giải đấu Big Map mà game thủ chim sẻ nắng là người cầm IA, tôi nghĩ là ở phía bên kia, nếu như cầm cùng một loại quân và IA phía bên kia thì rất khó để có thể thắng được game thủ chim sẻ với những bài tập thể lực kiểu như thế này. Hiện tại tham lai vẫn đang là 70/72 dành cho game thủ chim sẻ. Xin lỗi bạn, anh Vũ Phong Quang. Đây một tên máy Vũ Phong Quang đang vội vàng đẩy ra phía bên ngoài. Có cảm giác là như vậy. Nhưng chim sẻ nắng cũng vội vàng xí quân vào trong. Một đơn thiệt cho cả hai. Hay gọi là thiệt đơn thiệt kép.
61 dành cho anh Vũ Quang Quang. Ở trên này thì sao? Ở trên này thì Game Thủ Chim Sẻ Nắng đang là người có lợi thế. Và đây là trận thi đấu mà Game Thủ Chim Sẻ Nắng là người chủ động về vàng. Nên nhớ là chỗ này hai bãi, ở đây có một bãi. Vâng, chưa ai ăn ở chỗ này. Trong nhà thì Game Thủ Chim Sẻ Nắng là người đã ăn gần hết nông dân của anh Kim Lan. Thực sự là một kèo đầu căng. Ba, chúng ta sẽ được 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, có 9 con cà trong tuần này. Và đây là 4 con cà nữa, 13 con cà trong tuần này. Rất may dành cho anh Vũ Quang Quang ở trong tuần này là phát hiện kịp. Với những con đó thật và đi kèm theo vâng tam đến từ con cà con thôi. Nếu như và kể cả có phát hiện ra thì vẫn chết. Thực ra là có phát hiện ra tình huống vừa rồi nên cũng không qua người không có biện pháp giật dù vẫn tiến lên và tất nhiên là vẫn chết bình thường. Hy sinh và người ta gọi đó là tình huống hy sinh. Thứ hai là 59 dành cho anh Vũ Quang Quang. Điều quan trọng với Sẻ bây giờ là làm như thế nào để có thể xuyên được qua một lớp tròi dày đặc. Ở phía này nên nữa vẫn đang còn gần như đá nữa. Làm thế nào để có thể xuyên được qua lớp tròi dày đặc ở đây? Hơn một giờ đồng hồ thi đấu ở ngoài đời với anh Vũ Phong Quang. Và tỷ số hiện tại đang là 2-1 ở xê đấu đầu tiên của kèo đấu Lít Nam. Tại cũng xem một xíu. Xin lỗi bạn, để tôi xem tham lai một chút xíu sau tôi đấu quân vừa rồi. Một chút xíu thôi, tham lai sau tôi đấu quân vừa rồi. Vâng, Chim Sẻ Nắng càng đấu càng đẻ. Tôi cảm giác những Game Thủ Chim Sẻ Nắng không phải là người chết ít, nhưng không hiểu tại sao càng đấu thì càng đẻ. Và Sẻ là người đã cắm được tròi và thậm chí ăn được vàng ở phía bên trong nhà của anh Vũ Phong Quang. Hay! Anh Quang bây giờ là người không thiếu vàng nhưng rất thiếu gỗ. Đã có thể thấy là anh Quang bây giờ không có vị trí ăn gỗ, tất cả những vị trí ăn gỗ đều bị công vào. Và tất nhiên là có vàng thì không có gỗ thì cũng không sản được ca. Và đây là lúc mà Game Thủ Chim Sẻ Nắng nếu như ăn được nông dân của anh Vũ Phong Quang thì trận thi đấu sẽ kết thúc. Tham lai đang là 54. Chỉ cần ăn được nông dân thôi. Ca bây giờ thì không thể sản ra được nữa rồi, chúng ta hãy cùng xem. Không có gỗ để có thể sản ca, bây giờ thì ăn được tí gỗ nào thì sản ca con đấy thôi. Rất ít nông dân ăn gỗ đến từ anh Vũ Phong Quang. Và bây giờ thì toàn tập là thế thủ dành cho Game Thủ đến từ Quảng Ninh. Chim Sẻ Nắng thì luôn luôn lăm lè phía bên ngoài. Đây rồi, nông dân ăn gỗ của anh Quang. Nếu như ăn được ở trong tình huống này thì anh Quang thua chặt. Nếu như tập này có khoảng chục con hót thả vào đây thì anh Quang thua chặt. Tháng này là đang là 56, tôi chưa thấy Sẻ công sát. Vẫn đang vờn ở phía bên ngoài, chưa công sát. Đây là thời điểm để cho anh Vũ Phong Quang có thể thở. Nông dân đang sửa liên tòi. Nên nhớ là tròi này mình có thể kích được nha. Và chúng ta kích vào tròi và sau đó kích vào thằng nông dân này này. Đấy, kích vào tất cả nông dân này, kích vào cái gì đấy nó sẽ tự bắn theo ý của mình. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại. Tháng này càng đánh sẽ càng đè, bản đồ sẽ là của Game Thủ Chim Sẻ. Nhưng đè chưa hẳn đã là chiến thắng. Vâng, ở cái đít map này là như vậy, chưa hẳn đè đã là người chiến thắng. 60 thở được trở lại. Nếu như Game Thủ Chim Sẻ Nắng để cho anh Vũ Phong Quang ăn được nhiều gỗ, ra được nhiều ruộng thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nên nhớ tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-1 và người đang có lợi thế ông xe này là anh Quang, không phải là Sẻ. Hay! Rồi, Sẻ bắt đầu lao lên. Và chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ ở căng hơn. Sẻ bắt đầu lao lên. Úi ôi, vâng đang đi tìm ca. Và mấy con này là đang đi tìm ca. Giống như kiểu ta đi tìm em của Đào Vĩnh Hưng. Lạc lối. Tình huống lạc lối. Sẻ đã để cho anh Vũ Phong Quang có khá nhiều thời gian để có thể ăn gỗ. Và bây giờ thì những con cà đã bắt đầu được sản ra. Chúng ta hãy cùng soi tham lai sau cơn đấu quân này. Và tốt hơn đấu ca này, chúng ta hãy cùng soi tham lai. Đấu ca thật, giá rất chất. Đây rồi, con chém đã bắt đầu lao lên. Vị trí đó là những con cà thật, hướng tới đó chính là những con cà thật.
đang dưới dốc ở trong vị trí này. Góc 3 giờ là góc dưới dốc. Mặt này mới là mặt có lợi của việc chú rẻ. Và rẻ đang tương đối dễ thở trong việc đào bạc. Càng cò càng cò. Vâng, đó là một tên trùng lại đến từ game thủ chim sẻ. Và lợi thế bây giờ đã là chia đôi tại cùng phần đàm lại. Ô, tổng đàm 236. Bên này là 55. Vâng, sẻ gần full tham. Sẻ hiện tại là gần full tham. Tuy rằng tên đấu quân vừa rồi là rất căng, nhưng sẻ vẫn đang full tham. Lùi con ca này lại một chút xíu thì nó không bị ăn đòn. Rồi, như vậy là tròi đã bắn chết cả một cái tròi thần có sức công phá bằng nửa con bẹt thần, bằng 20+1. Bẹt thần chỉ là 40+2, còn tròi thần sẽ là 20+1. 1, 2, 3. Rất vất vả, chúng ta có thể thấy là cò cưa với những cái tròi là cực kỳ vất vả. Chưa bao giờ tôi thấy trận đấu đi lan nó lại trở nên phức tạp đến mức như thế này. Tiếp tục là dâng lên và cắm tròi đến game thủ chim sẻ. Đây là lúc mà game thủ chim sẻ sẽ ăn thua đủ. Sau khi soi tham lai ở trong tên đấu quân vừa rồi, đây là lúc mà chim sẻ sẽ là người ăn thua đủ. Sẻ sẽ là người sóc dân điên cuồng trong tên này. Vâng, cứ hết là sẽ bổ sung, cứ hết là sẽ bổ sung. Dâng lên và sẽ cắm tròi. Đau, 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 hơi đau. Sẻ quyết định dần về, có vẻ như tên vừa rồi hơi đau. Vẫn cắm được tròi. Chúng ta có thể thấy là trong tầm với của những cái tròi thần của mình rồi. Không ổn, vâng, tên dâng lên vừa rồi là không ổn. Tham lại. À, vâng, trẻ trên rất nhiều dân ở trong tình huống vừa rồi và tham lai của sẻ tụt xuống. Có lẽ là thẻ bây giờ tầm khoảng lít 1 và lít 2 gì đó. Và tham lai đã về với con số là 64 chứ không còn là 73 nữa. Ở phía bên dưới này thì anh Phúc Phong Quang cũng đã có một khu vực để có thể ăn gỗ và làm ruộng. Lại cặc. Lúc anh Phúc Phong Quang yếu nhất đó là lúc mà game thủ chim sẻ là người không công. Và bây giờ thì anh Quang đã khỏe trở lại. Khoai chân vâng. Big map đúng là khoai. Đây là kèo đấu mà có lẽ rằng anh Phúc Phong Quang là người đã thực sự thỏa mãn được niềm đam mê. Người đã chơi đế chế khoảng gần 20 năm. Và nghĩ ra là thâm niên chơi đế chế của anh là khoảng 15 đến 17 năm theo như anh chia sẻ. Và đây có lẽ là lúc mà đúng là anh được thỏa mãn niềm đam mê. Đây là lúc mà đỉnh cao đến từ anh Phúc Phong Quang. Anh sẽ có những clip rất đẹp để có thể làm kỷ niệm. Tham lai đang là 70 dành cho game thủ Phong Quang. Chúng ta hãy cùng xem. Rồi, tham lai của sẻ là 100. Tham lai của anh Phúc Phong Quang là 74. Đây, trận thi đấu mà sẻ đã bắt đầu, tôi cảm giác như đã bắt đầu khan khan vàng. Còn anh Quang thì vẫn đang còn rất nhiều vàng. Một tuần công lên nữa đến từ cái đội trẻ. Vẫn chưa ăn thua. Và chúng ta có thể thấy là đó là những con chém vàng nhưng vẫn chưa ăn thua. Cái cùng xem vẫn sẽ nghĩ gì để có thể công được vào nhà của anh Vũ Phong Quang, hay là sẽ đợi đến phút thứ 40 để anh Vũ Phong Quang phải đen tròi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Sai lầm của sẻ có lẽ một chút đến từ cái việc không ăn bãi vàng một cách trực quan. Nếu như sẻ ăn bãi vàng một cách trực quan và ăn hết vàng, có lẽ rằng bây giờ những thời điểm tiếp theo sẽ là những thời điểm khó khăn dành cho anh Vũ Phong Quang. Gần đến phút 32 rồi, 40 phút ở trong game sẽ phải đen tròi. Bãi vàng này chắc là sẻ ăn rồi. Vâng, bãi này cũng đã ăn xong rồi. Nhưng bãi này vâng chẳng vẫn đang chia đôi. Bây giờ đây Vũ Phong Quang đã có rất nhiều gỗ và thực. Bây giờ gỗ và thực không phải là vấn đề của anh Vũ Văn Quang nữa rồi. Trước đó là thời điểm mà anh Quang không có gỗ được để sóc cả. Nhưng bây giờ thì đối với anh Vũ Phong Quang mọi thứ đã trở về bình thường. Ai có thể gọi là lợi thế đã quay trở lại với tay của anh Vũ Phong Quang. Tham lai là 69. Sẻ đang chờ đợi từng phút một. Và qua phút thứ 40 sẽ phải đen tròi. Anh Vũ Phong Quang sẽ phải đen tròi. Tổng tham là 166. Rất cặc.
Rất nhiều người đã bảo là nham hiểm. Chim sẻ nắng đã đóng được nhà bên đó. Rõ ràng những con cà to, chứa bạn là những con cà thật đứng ở đây. Và những cái chòi đã đứng ở phía sau không cho cơ hội để đối thủ chim sẻ nắng. Đây rồi. Chúng ta có thể thấy là cá to đẹp, giống như kiểu là băng sát ngoại công vậy. Giữ chân những con hót và không cho những con hót có thể di chuyển. Tôi hơi lỗ dành cho chim sẻ. Ăn được 2 con cá trong tuần này, những hót trên là tương đối nhiều. Đặc biệt là còn bị cấu máu. Đóng nhà VA và hót ở phía bên trong. Hay. Hay anh. Tham lai là 65. Còn 5 phút nữa thì game thủ chim sẻ đi nắng. À xin lỗi bạn, là game thủ Kim Lan. Tức anh Phong Hoàng sẽ là người phải đen tất cả những cái tròi. Chim sẻ đi nắng hiện tại vẫn đang vờn. Hiện tại là vẫn đang vờn. Càng thật. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm một cá thần được chỉ đây. Bây giờ thì game thủ chim sẻ đang lên với những con tê. Những con tê này sẽ là những con tê làm áp lực lên nhà của anh Phong Quang, chứ không phải là những con tê liên tục công của những chim sẻ đang áp lực liên tục để cho anh Phong Quang không đẩy quân ra phía bên ngoài. Để thời điểm phút 40 ở trong game tiến tới một cách gần hơn. Nổ nhà bên đầu rồi. Vâng, cá thật hiện nay đỡ vào răng. Anh Vũ Phong Quang sẽ có 2 bãi vàng nữa. Đây sẽ là rất lợi hại. Vâng, ở thời điểm sắp tới sẽ là rất lợi hại. Quan trọng là game thủ chim sẻ nắng bây giờ còn bao nhiêu vàng. Đó là điều quan trọng. Có đủ để chơi với anh Vũ Phong Quang hay không. Rừng đã cháy là đang thấy là rừng đã cháy. Lát nữa là những cái tròi đèn hết đi thì nhà sẽ toàn quát. Chắc chắn là như vậy. Yes. Vâng, chim sẻ nắng hình như là hết vàng và gõ bọt. Hình như là hết vàng đến từ cái thủ chim sẻ. Chúng ta hãy cùng xem là như vậy. Và xem có phải là như vậy hay không. Đúng là như vậy. Và 1 xe dành cho anh Vũ Phong Quang. Chúng ta hãy cùng đến với xe đấu tiếp theo. Xe hết vàng. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với xe đấu tiếp theo. Xe đấu thứ hai. Chúc mừng anh Vũ Phong Quang. Xe đầu tiên. Hay.